Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính thưa Thầy, con thấy người ta chỉ dựa vào tiền bạc mà sanh tâm tham đắm nhiều và vì tiền bạc mà cưu mang giả tâm để hãm hại lẫn nhau. Mong Thầy khai mở những điều tốt lành để cho những người tham lam tiền bạc được hiểu rõ mối hại của sự tham đắm. Kính tri ân Thầy, Phật tử chúc nguyện. Kính thưa đạo hữu chúc nguyện cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Tham đắm tiền bạc là một trong những cái yếu tố dễ nhìn thấy nhất trong đời sống của tất cả chúng ta đây. Quả thật là từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta lớn lên và làm tất cả mọi việc trong đời này cũng để chỉ tìm cái vật chất. Và từ cái vật chất đó chúng ta đổi cái nọ cái kia trong đời sống. Và đối với một con người thế tục thì người ta dựa vào cái yếu tố nhà, cửa, xe, cộ, tiền tài, những cái vật dụng mà người ta sử dụng để rồi mình ngạo nghễ với đời, để rồi chúng ta thể hiện được rằng mình là con người thành đạt hay không thành đạt trong cuộc sống này. Nhưng thưa quý vị, tất cả mọi thứ, những giá trị về vật chất mà chúng ta dùng để tô điểm cho cái danh phận của chúng ta trong cuộc đời này đó, tất cả đều mong manh, tất cả đều hanh hao, tất cả đều đổ dồn trong cái cát bụi của thời gian này hết. Tất cả đó chưa từng là một cái gì để thể hiện sự vượt thoát hết thảy. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Một hôm nọ, Đức Phật cũng như Ngài A Nan đang trên đường đi khất thực. Vậy là với cái thiên nhãn của mình, Đức Phật đã nhìn thấy được rằng ở dưới cái đất mà mình đang đi ngang qua đây có một kho báu. Lúc bấy giờ thì Ngài liền nói với A Nan rằng: "Này A Nan, cái mảnh đất mà chúng ta đang đi qua đây, ở phía dưới của nó là có cả một kho tàng của rắn độc." Ngài A Nan liền nhận biết được cái ý của Đức Thế Tôn cho nên liền đồng ý. Vậy là ở ngay bên đường đó thì có một người nông dân. Người này rất là cực khổ và với cái tâm đang tìm cầu cái ăn cái mặc vất vả đó, nghe như thế rồi đó, vị này liền nghĩ rằng tại sao mắt của mình thì không nhìn thấy kho tàng rắn độc, nhưng mà Đức Thế Tôn lại nói có kho tàng rắn độc, nhưng chẳng lẽ nào Đức Thế Tôn lại nói sai. Cho nên ông ta liền dùng cuốc mà đào cái con đường đó lên. Sau khi ông ta đào được một đỗi rồi đó, thì phát hiện rằng ở dưới đó không phải là một kho tàng rắn độc mà lại là một kho tàng của vàng bạc. Với cái sự nghèo nàn của mình mà gặp được kho báu thì quả thật là một cái điều như mơ. Cho nên người nghèo này rất vui mừng khi có được cái kho tàng quý báu vàng bạc đó. Ông ta liền đem về và rồi với cái kho tàng đó, gia đình của ông từ cái nghèo nàn đã phất lên trở thành một người giàu có. Từ đó mọi người xung quanh đã nghi ngờ với cái sự giàu lên một cách mau chóng. Người ta đã tìm đủ cách để mà dò hỏi. Một hôm thì cái người hàng xóm thường xuyên ganh ăn ghét ở của ông đó đã phát hiện ra được một chi tiết từ nơi đứa cháu. Đó chính là người này đã đào được một kho tàng. Khi mà người này nghe như vậy rồi thì với cái lòng ganh ghét của mình đã có sẵn đó, liền đi đến để báo vua. Nhà vua nghe như thế rồi thì cho quân lính đi thị sát và rõ ràng có như vậy. Cho nên liền bắt cái người gia chủ giàu có này đây về để mà tra tấn. Trong lúc những người quan và binh lính tra tấn đã hỏi xem là ông đã lấy cái này ở đâu, cũng như hỏi để rồi người ta lại đào và tìm tiếp những kho báu khác. Thế rồi người này đã nói thật với quân lính rằng: "Tôi đã nghe Đức Phật và A Nan kể về một kho tàng của rắn độc, và bây giờ đây tôi đã biết rắn độc đó là gì. Đó chính là cái tiền tài của báu này đã trở thành rắn độc trong thế gian. Giả dụ như tôi đã sợ rắn độc thì tôi đã không có tiền bạc, và tiền bạc này đồng nghĩa với rắn độc. Và ngày hôm nay đây tôi đã thọ nhận cái rắn độc đó hành hạ tôi đến như thế này." Khi mọi người nghe như thế và nhà vua nghe như thế xong rồi thì liền lập tức thả ông ta ra và cho ông thụ hưởng một phần của cái gia sản mà ông ta có được. Thưa tất cả quý vị, đối tượng của lòng tham chúng ta đây giống như thể rắn độc. Một khi mà lòng tham của chúng ta đã vướng vào trong tiền tài danh phận thì lúc bấy giờ đây giống như thể là con rắn độc đã cắn trúng chúng ta rồi. Chúng ta sẽ vô cùng khổ sở khi mà mình có được cái lòng tham trên những cung bậc ấy. Lúc bây giờ đây tất cả những sự vơi bớt hay mất đi của cái của cải kia cũng làm cho chúng ta đau khổ, và sự nhìn ngắm của kẻ khác cũng làm cho chúng ta đau khổ nữa. Vậy thì chỉ vì có cái của thôi mà chúng ta đã đau khổ như thế, huống chi với những cái giả tâm để có thể đạt được cái của kia mà bất chấp hết tất cả mọi thứ, làm cho anh em chia lìa, làm cho bạn bè xa nhau, làm cho gia đình thân tộc phải ly tán, thì đó là điều không nên có. Vì thế mà đừng có tâm tham quá lắm, chúng ta chỉ vừa đủ trong đời sống này là hạnh phúc vô cùng rồi. Kính cầu mong tất cả quý vị chân cứng đá mềm để chúng ta được an lành và thảnh thơi. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ, bảo trợ chương trình.
Kính chúc đại chúng luôn an vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.